Trong đêm nhạc vừa qua, ngoài những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, Lưu Phước Thịnh còn đặc biệt hát bài tự nguyện để tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau nhiều năm vắng bóng, tối 28 tháng 7, Lưu Phước Thịnh đã đánh dấu sự trở lại của mình với showcase New Special Night. 4 năm mới tổ chức đêm nhạc riêng, anh không khiến khán giả thất vọng khi phô diễn giọng hát ổn định, nội lực dù phải hát live và thể hiện vũ đạo liên tục. Không khí đêm nhạc càng tràn đầy cảm xúc khi Lưu Phước Thịnh dành một khoảnh khắc để tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bài hát tự nguyện. Được biết trước đó, anh cũng đã dời lịch showcase ngày 21 tháng 7 để kính tiễn nhà lãnh đạo lớn của đất nước. Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ hàng đầu mang đến loạt hit được khán giả yêu thích của chính mình trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cũng như của những đồng nghiệp khác. Anh đã thể hiện đa dạng các khía cạnh của bản thân, từ lãng mạn, thổn thức với những bản ballad da diết đến những bản dance pop sôi động, đốt cháy sân khấu. Bên cạnh việc trình diễn, Lưu Phước Thịnh còn góp phần giao lưu tự nhiên cùng người hâm mộ, đôi bên dường như không có nhiều khoảng cách. Nam ca sĩ cũng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn với những khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt hành trình sự nghiệp. Khi hát đến ca khúc Phía sau thiên đường, anh đã nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Đặc biệt, Lưu Phước Thịnh đã chọn đêm nhạc lần này để làm sân khấu diễn live đầu tiên cho ca khúc mới nhất mang tên Đùa Anh Đâu Đấy. Đây cũng là tiết mục mở màn cho phần 2 của show diễn, bao gồm những bài hát sôi động. Dù đã trình diễn nhiều ca khúc trước đó, nhưng nam ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng để quẩy cùng khán giả đến tận cuối chương trình. Tuy nhiên, sân khấu live đầu tiên của đứa con tinh thần vừa ra mắt sẽ trọn vẹn nếu như anh chàng không liên tiếp gặp kiếp nạn ở đoạn cuối. Theo đó, ở đoạn giữa bài hát, khi Lưu Phước Thịnh đang tiến lên phía trước, nam vũ công đứng cạnh đang thực hiện động tác giang tay nên vô tình tác động vật lý lên người ca sĩ. Dù có hơi bất ngờ một chút, nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục. Chưa dừng lại, để tạo thêm hiệu ứng cho tiết mục, ekip bất ngờ xịt khói ngay khu vực gần sân khấu. Khói trắng được xịt liên tục khiến cho nhân vật chính Lưu Phước Thịnh cùng dàn vũ công gần như bị mất hút trên sân khấu. Một số khán giả đứng gần cũng phải né sang hai bên chờ khói tan biến bớt. Có thể thấy giọng ca 8X gặp khá nhiều kiếp nạn khi lần đầu diễn live ca khúc mới, nhưng bằng sự chuyên nghiệp của bản thân, anh vẫn hoàn thành màn trình diễn một cách trọn vẹn. Theo thông tin từ ban tổ chức, vé của showcase New Special Night đã kịp sold out toàn bộ trong vòng 40 phút. Đêm nhạc tái xuất của Lưu Phước Thịnh có quy mô vừa phải. Nam ca sĩ chia sẻ sở dĩ không muốn làm hẳn một concert hay một live show lớn là vì muốn được gần khán giả hơn trong một không gian ấm cúng thân quen. Nhìn chung với showcase lần này, Lưu Phước Thịnh chủ yếu tập trung vào âm nhạc, trình diễn và không đầu tư nhiều vào phối cảnh sân khấu ánh sáng. Quy mô đêm nhạc cũng được đánh giá là có phần hơi khiêm tốn so với một ca sĩ lâu năm như anh. Được biết, Đùa Anh Đâu Đấy ra mắt vào tối 16 tháng 7 năm 2024, thuộc thể loại synthpop, có tiết tấu mạnh mẽ, phô diễn ưu thế về vũ đạo của Lưu Phước Thịnh. Tuy nhiên, màn comeback sau 4 năm của nam ca sĩ là không bùng nổ được như kỳ vọng. Nhiều người vẫn cho rằng lần này anh đã quá mạo hiểm bước ra vùng an toàn, sáng tác comeback chưa thuyết phục, MV có đầu tư nhưng lại không mấy mới mẻ. Đáng nói không ít khán giả cho rằng ca khúc mới của Lưu Phước Thịnh lại có nét tương đồng với bài Ngôi Sao Cô Đơn của ca sĩ Jack. Song đây cũng là điều không quá khó hiểu khi cả hai đều theo đuổi dòng nhạc synthpop khá thịnh hành trên thế giới hiện nay.